Lâm Thị Bích Tuyền, Miss Grand An Giang. Dạ, chào chị Bích Tuyền. Thì hôm nay đến với buổi sơ khảo của Miss Grand Việt Nam 2024. Đầu tiên thì chị Tuyền có thể hô tên của mình cũng như là tên Miss Grand thành phố mà mình đang đại diện. Ok, dạ. Cảm ơn anh và xin chào tất cả mọi người. Tôi là Lâm Thị Bích Tuyền, Miss Grand An Giang. Mình hô tên tự tin như vậy thì không biết là cảm xúc hiện tại của chị Tuyền như thế nào ạ? Đầu tiên là vào buổi sáng ngày hôm nay khi mà được đến đây thì đầu tiên là mình rất là cũng có một xíu hồi hộp và rất là mong chờ cho cái buổi sơ khảo ngày hôm nay, bởi vì đã là 5 năm rồi thì Tuyền mới quay trở lại một cuộc thi nhan sắc như thế này, và đặc biệt là cuộc thi Miss Grand đang rất là hot tại Việt Nam nữa, và cộng đồng fan sắc đẹp cũng đang rất là ngóng chờ tất cả các thí sinh trong buổi ngày hôm nay, thì đặc biệt là Tuyền cũng rất là vui để có thể tham dự vào buổi hôm nay. Chị có thể chia sẻ một chút xíu về lý do vì sao mà mình lại lựa chọn cuộc thi Miss Grand Việt Nam để mà mình tham gia, có phải là một phần vì cái sự yêu thích và kêu gọi của cộng đồng sắc đẹp không ạ? Thật sự thì mình rất là hạnh phúc, bởi vì trước khi mà mình tham gia cuộc thi này á, thì Tuyền cũng nhận được rất là nhiều lời kêu gọi cũng như là sự ủng hộ, sự yêu thương của tất cả các bạn fan sắc đẹp, cũng như là tất cả mọi người, các anh chị xung quanh của Tuyền. Thì đó cũng là một động lực để cho Tuyền tham gia đăng ký vào cuộc thi năm nay. Và cũng chính vì như vậy đã tiếp thêm cho Tuyền rất là nhiều động lực, bởi vì đâu đó thì chắc có lẽ là mọi người tìm thấy được những cái tiềm năng của mình để đến với cuộc thi năm nay chẳng hạn. Cho nên là rất là cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người. Với cái sự ủng hộ to lớn như vậy, nhưng mà vì sao lại chuẩn lại đến 5 năm mà mình mới tham gia tiếp tục cuộc thi nhan sắc ạ? Thật sự thì mọi người ở bên ngoài mọi người cũng nói là ủa tại sao lại thi quá nhiều như vậy. Và qua những cuộc thi đầu tiên thì Tuyền cũng qua những lần đó thì Tuyền cũng suy nghĩ lại rất là nhiều, và mình nhìn lại mình nhiều hơn, mình lắng nghe bản thân mình nhiều hơn và mình tập trung trao dồi nhiều hơn. Và bởi vì mình biết khi đến với một cuộc thi uy tín và lớn như thế này thì mình cần có sự chuẩn bị nghiêm túc và chỉnh chu nhất, cho nên là Tuyền cũng dành thời gian để trao dồi bản thân mình nhiều hơn nữa, học thêm các kỹ năng như là mình luyện cách cốt mỗi ngày, hoặc là mình luyện các kỹ năng về trình diễn, về tiếng Anh cũng như là cái kiến thức để chuẩn bị thật là chỉnh chu cho bản thân mình. Điều gì ở cuộc thi Miss Grand mà chị Tuyền cảm thấy là mình phù hợp và để mà mình chọn đăng ký tham gia, đặc biệt là cuộc thi mẹ là Miss Grand International? Cũng như là tất cả mọi người cũng biết, hiện nay thì Miss Grand đang là một cuộc thi gần như là hot nhất trong tất cả các cuộc thi tại Việt Nam của mình, được sự ủng hộ của tất cả các mọi người và hầu như ai cũng biết đến hết. Đó cũng là một phần Tuyền tham gia chương trình này. Và cái thứ hai là thông điệp mà cuộc thi mang đến cho cộng đồng cũng rất là ý nghĩa, và kêu gọi tất cả các cô gái hãy tự tin vào bản thân mình, cũng như là hết sức là họ tiếp tục học tập, tiếp tục cố gắng và không ngừng hoàn thiện mình mỗi ngày. Đó chính là một cái mục tiêu quan trọng để giúp cho nung nấu ý chí của mình đến với cuộc thi năm nay. Và để mà cho người hâm mộ của Bích Tuyền có thể yên tâm hơn thì có thể chia sẻ là trong suốt 5 năm qua mình đã cải thiện được cụ thể là những cái kỹ năng nào mà mình tự tin rằng mình sẽ có thể làm tốt trong cuộc thi sắp tới. Nói về thế mạnh của Tuyền trong cuộc thi năm nay thì bản thân mình nghĩ về hình ảnh là thế mạnh quan trọng nhất của mình khi đến với cuộc thi năm nay, bởi vì trong suốt những năm qua thì Tuyền luôn cố gắng trao dồi hình ảnh của mình, xây dựng và phát triển hình ảnh của mình một cách chỉnh chu và đẹp để gửi đến tất cả các khán giả. Bên cạnh xây dựng thương hiệu cá nhân bằng hình ảnh thì Tuyền cũng quay về bên trong để trao dồi về đạo đức, giữ gìn bản thân của mình để có thể chia sẻ đến những điều tích cực cho cộng đồng. Khi tham gia cuộc thi mùa giải năm nay thì chị Tuyền có đặt mục tiêu luôn là mình phải là người mang vui vẻ về hay là có một mục tiêu khác nữa? Thì thật sự đến với tất cả các cuộc thi thì Tuyền luôn đặt tâm thế mình phải là người thật sự là quyết liệt và hết mình với cái cuộc thi đó. Và đương nhiên là mình rất là mong muốn mình sẽ là người chiến thắng trong năm nay. Nhưng mà hôm nay thì thật sự có rất là nhiều cô gái đẹp, cho nên là bản thân mình cũng hết sức là cẩn thận và hết mình hơn nữa, tập trung hơn nữa và thật sự là rất là nghiêm túc hơn nữa để cuộc thi năm nay được diễn ra thành công tốt đẹp đối với Tuyền. Và rất là mong mọi người sẽ ủng hộ Tuyền cũng như tất cả các bạn thí sinh trong năm nay nha.
đương nhiên là mình sẽ không tiện để mà nhận xét các thí sinh còn lại, nhưng mà thì hôm nay đến với buổi sơ khảo mình có đặc biệt ấn tượng và chú ý đến cô gái nào không? Từ sáng tới giờ thì thật sự là một khoảng thời gian cũng ngắn thôi, nhưng mà đã có rất là nhiều cô gái tỏa sáng, rất là nhiều cô gái xinh đẹp ở buổi ngày hôm nay. Và để mà mình chú ý đến ai á, thì thật sự phải đợi đến buổi chiều ngày hôm nay thì mình mới biết được, là qua phần giới thiệu, qua phần trình bày của họ thì mình mới biết được là cô gái nào có yếu tố xinh đẹp bên ngoài và còn có nội tâm bên trong nữa thì phải đợi đến chiều nay. Cho nên là mọi người hãy theo dõi cái buổi livestream chiều nay nha. Chắc chắn là bây giờ các khán giả cũng đang rất là ngóng chờ cái sự xuất hiện của Tuyền trong chiều nay, khi mà trong phần hôm nay rồi. Thì mình có thể bật mí được chút xíu là phần hô tên năm nay của đại diện Tuyền An Giang, Lâm Diệu Bích Tuyền sẽ có gì đặc biệt không ạ? Thật sự thì để mà chuẩn bị cho khác lạ so với mọi người thì Tuyền không có chuẩn bị khác lạ gì hết, mà Tuyền quan niệm rằng mình chính là bản thân mình, thì nó là một điều tuyệt vời nhất để gửi đến khán giả rồi. Và chắc có lẽ là đợi chiều nay thì mọi người sẽ được biết là Bích Tuyền năm nay trở lại sẽ như thế nào. Cảm ơn mọi người. Rồi, thì cuối cùng là fan của Bôi Liên Thiên chắc chắn là cũng sẽ ủng hộ chị Bích Tuyền trong trạng hành trình này, thì mình có thể gửi một chút lời nhắn nhủ nào đó đến các bạn fan Bôi Liên Thiên cũng như là kêu gọi mọi người ủng hộ cho Tuyền nha. Đầu tiên thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn fan của Molly Star và Molly Queen đã ủng hộ và đặt niềm tin ở nơi Tuyền, cũng như tất cả các bạn fan sắc đẹp tại Việt Nam. Và lần này khi trở lại thì Tuyền sẽ hết mình với cuộc thi năm nay và mình sẽ thể hiện hết những gì mà mình có. Thank you Molly Star and Molly Queen fan. Your support, it means so much to me, made me feel stronger and better in this competition. Thank you. Rồi, cảm ơn chị Tuyền và chúc chị sẽ có hành trình đặc biệt nha. Cảm ơn dạ rồi. Muốn cảm ơn phần. Dạ có. Dạ rồi.